Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup tặng quà học sinh khó khăn tại Gia Lai Mới đây, Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban nội chính tỉnh ủy Gia Lai Võ Thanh Hùng đã đến thăm và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Chư Pứ. Cùng đi có bí thư huyện ủy Chư Pứ Nguyễn Huy Châu. Gia Lai trao kinh phí hỗ trợ 4 nghệ nhân ưu tú. Trường Trung học Phổ thông Chi Lăng hợp tác với tổ chức giáo dục IIG Việt Nam đào tạo tinh học. Hành ủy Pleiku vừa có thông báo kết luận số 225 TPTU về việc xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Trần Ngọc Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban dân xã Gào vì những vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai. Bắt tạm giam 3 bị can tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Xin kính chào quý vị. Quý vị và các bạn đang xem bản tin 24 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2023 của báo Gia Lai Điện tử. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup vừa phối hợp tổ chức chương trình tài trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhân dịp chuẩn bị đón năm học mới 2023-2024. Tại chương trình, đơn vị tài trợ và hội chữ thập đỏ tỉnh đã tiến hành trao tặng 100 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Mỗi suất gồm quà và 1 triệu đồng tiền mặt. Em Nguyễn Đăng Trường, học sinh lớp 12C7, trường trung học phổ thông chuyên Hùng Phương thay mặt toàn thể học sinh được nhận quà, phát biểu bày tỏ sự cảm ơn đối với nhà tài trợ và hội chữ thập đỏ tỉnh đã dành nguồn động viên kịp thời giúp các em vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập và rèn luyện trong năm học mới. Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Dương Đình Diện cũng gửi lời cảm ơn và trao giấy ghi nhận tấm lòng vàng cho đại diện nhà tài trợ Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup. Được biết, từ năm 2017 đến nay, Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup đã trao 1.085 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai, với tổng giá trị trên 6 tỷ đồng cùng nhiều hoạt động an sinh xã hội khác tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai Võ Thanh Hùng đã đến thăm và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Chư Pứ. Cùng đi có Bí thư huyện ủy Chư Pứ Nguyễn Huy Châu. Theo đó, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Thanh Hùng đã đến thăm và tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt xã Gia Phan và trường Trung học cơ sở Trần Phú xã Gia Lê. Cụ thể, trưởng ban nội chính tỉnh ủy trao tặng 20 chiếc xe đạp cho 20 em học sinh, mỗi trường 10 em, mỗi chiếc xe trị giá 1,35 triệu đồng. Tổng giá trị quà tặng là 27 triệu đồng, được trích từ nguồn kinh phí hoạt động xã hội của ban thường vụ tỉnh ủy. Phát biểu tại các buổi trao quà, trưởng ban nội chính tỉnh ủy Võ Thanh Hùng cho rằng, hiện nay trên địa bàn huyện Chư ứng nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung, có rất nhiều em học sinh có hoàn cảnh rất khó khăn, nhất là học sinh dân tộc thiểu số, vì hoàn cảnh khó khăn mà các em hàng ngày phải đi bộ vượt quãng đường xa để đến trường. Do đó, những chiếc xe đạp được trao sẽ tiếp thêm động lực giúp các em vượt qua khó khăn, thuận lợi hơn trên con đường đến trường, nhất là khi năm học mới 2023-2024 đang cận kề. Trưởng ban đội chính tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp chính quyền địa phương và ban giám hiệu các nhà trường cần quan tâm hỗ trợ học sinh khó khăn có thêm điều kiện đến trường, tạo động lực tiếp sức cho các em thi đua học tập, cũng như góp phần giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng, nhất là học sinh dân tộc thiểu số. Thưa quý vị và các bạn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa tổ chức trao kinh phí hỗ trợ 4 nghệ nhân ưu tú người dân tộc thiểu số đã có nhiều đóng góp trong việc lưu truyền, phổ biến, truyền dạy văn hóa truyền thống trong cộng đồng. Đây là hoạt động thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi dự án 6. bốn nghệ nhân ưu tú được hỗ trợ hai người ba na hai người gia rai gồm alip nghệ nhân chỉnh chiên làng Groiwet, xã gla huyện đắc đoa rơ châm tiên nghệ nhân chế tác và sử dụng nhạc cụ dân tộc làng Yút một xã gia tê huyện gia rai đinh văn Minh nghệ nhân truyền dạy cồng chiên làng mơ hờ Đa đáp xã công lân khơn huyện cơ bang rơ Ô Bờ Hùng, nghệ nhân thực hành lễ hội truyền thống chỉnh chiên và truyền dạy cồng chiên buôn gum gốp xã yarmot huyện crompa theo đó, một nghệ nhân được hỗ trợ tổng số tiền 52 triệu đồng, cụ thể hỗ trợ 800.000 đồng một ngày một nghệ nhân nhân 13 ngày trên một tháng. Thời gian hỗ trợ 5 tháng từ tháng 8 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023. Đây là hoạt động tiếp tục ghi nhận tôn vinh sự đóng góp của các nghệ nhân ưu tú trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong cộng đồng, đồng thời khuyến khích những báu vật nhân văn có thêm nhiều hoạt động sáng tạo trong việc trao truyền văn hóa cho các thế hệ kế cận. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 28 tháng 6, trường Trung học phổ thông Chi Lăng thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai đã ký kế kết hợp tác với tổ chức giáo dục IIG Việt Nam trong việc định hướng và nâng cao chất lượng đào tạo tin học trong nhà trường theo chuẩn quốc tế. Những năm gần đây, Việt Nam luôn chú trọng đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo tin học cho thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh khối phổ thông. Không chỉ là công cụ để trau dồi kiến thức, công nghệ thông tin còn là hành trang cho các em trên bước đường trở thành công dân toàn cầu, không nằm ngoài xu hướng đó, Ban giám hiệu Trường Trung học Phổ thông Chi Lăng đã quyết định ký kết hợp tác với Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam nhằm phát triển các kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh theo tiêu chuẩn quốc tế. Với sự ký kết này, Trường Trung học Phổ thông Chi Lăng trở thành đơn vị tiên phong trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đưa chuẩn tin học quốc tế MOS và EC3 vào trong chương trình giảng dạy tăng cường kỹ năng. Đây là bước khởi đầu để chương trình tin học quốc tế lan rộng mạnh mẽ hơn nữa ở Gia Lai nói riêng và khu vực Tây Nguyên bắt kịp xu thế phát triển chung của cả nước. Sau lễ ký kết, tổ chức giáo dục IIG Việt Nam sẽ hỗ trợ tập huấn về phương pháp giảng dạy về chương trình quốc tế MOS và IC3, chuyển giao tài liệu giảng dạy và hỗ trợ chuyên môn cho trường Trung học phổ thông Chi Lăng trong quá trình triển khai. Theo kế hoạch trong năm học 2023-2024, hai đơn vị sẽ khởi động chương trình hợp tác với việc đào tạo chứng chỉ MOS cho học sinh và dự kiến tổ chức thi lấy chứng chỉ vào cuối mỗi học kỳ. Hoạt động này là cơ sở để nhà trường lựa chọn và thành lập đội tuyển học sinh tham gia cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới được tổ chức thường niên tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị và các bạn, Thành ủy Pleco vừa có thông báo kết luận số 225 TBTU về việc xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Trần Ngọc Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban dân xã Gào vì những vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai. Theo thông báo kết luận từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 12 năm 2022, với trách nhiệm là chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gào, ông Trần Ngọc Thanh đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai, xây dựng để người dân xây nhà công trình trên đất nông nghiệp. Đặc biệt, việc để xảy ra sai phạm diễn ra nhiều lần và trong thời gian kéo dài, nhưng ông Thanh thiếu kiểm tra giám sát cán bộ công chức thuộc quyền, giao việc nhưng không đôn đốc kiểm tra tiến độ thực hiện. Đồng thời khi phát hiện vi phạm của người dân nhưng không có biện pháp xử lý dứt điểm để vi phạm kéo dài gây hậu quả khó khắc phục. Ông Trần Ngọc Thanh đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Những vi phạm của ông Thanh là nghiêm trọng, để lại hậu quả khó khắc phục, gây dư luận không tốt, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Qua phân tích nội dung tính chất mức độ tác hại nguyên nhân vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã tiến hành biểu quyết bằng phiếu kín Kết quả 100% quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức ủy viên ban thường vụ Đảng ủy xã đối với ông Trần Ngọc Thanh. Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku chỉ đạo các cơ quan liên quan xử lý kỷ luật hành chính đối với ông Thanh theo phân cấp quản lý cán bộ. Thưa quý vị và các bạn, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Bơ tỉnh gia lai vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lý Nguyên Long sinh năm 1992 trú tại làng Mông xã Gia Hội huyện Đắk Bơ, Đinh Liêm sinh năm 2001 và Đinh Văn Thiên sinh năm 2006 cùng trú tại làng Prang Đắk Liết xã Gia Hội về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó vào ngày 2 tháng 2, Lý Nguyên Long nói đinh Liêm đi ra thị xã An Khê để mua ma túy về sử dụng. Sau đó đinh Liêm cùng Đinh Văn Thiên đi ra thị xã An Khê mua ma túy. Khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, Long chuẩn bị bộ dụng cụ và chọn nhà ở của mình để cùng các đối tượng Đinh Văn Cưu, Đinh Liêm, Đinh Văn Thông, Đinh Văn Thiên sử dụng trái phép chất ma túy. Sáng ngày 3 tháng 2, các đối tượng bị lực lượng công an xã Gia Hội phát hiện. Kết quả kiểm tra nước tiểu xác định các đối tượng nêu trên đều dương tính với chất ma túy, loại methamphetamine. Hành vi của các đối tượng Lý Nguyên Long, Đinh Liêm, Đinh Văn Thiên đã đủ yếu tố cấu thành tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, quy định tại khoản 2 điều 255, Bộ Luật Hình sự. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Đến đây chúng tôi xin kết thúc bản tin 24 giờ của báo Gia Lai Điện Tử. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.